Rồi, chọn câu nào? Beneath, Detroit, Upset và Planet. Planet. Beneath. Beneath là chữ Y. Detroit là chữ Y cho cô luôn. Upset là chữ E. Planet là chữ Y. Chọn câu nào? Tiếp theo, Tiger là chữ I. Fire là chữ I. Prince là chữ Y. Surprise là chữ I. Prince là chữ Y. Vậy chọn câu nào? Buffalo, Rope, Wisdom, Glow. Chọn câu nào? Buffalo là chữ O cho cô. Rock là chữ O luôn, biết ra rock được. Wisdom là chữ E. Glow là chữ O. Chọn câu nào? Wisdom. Door là chữ O. Foolish là chữ U. True là chữ U. Soon U luôn, biết ra soon được. Chọn câu nào? Daughter, chữ G hờ này câm. Light, way, cough. Bây giờ cough là chữ phờ này, chữ G hờ này đọc là phờ này. Cough, way là câm này. Light chữ G hờ câm luôn và daughter là câm luôn. Chọn câu D nhá. Mấy cái câm câm chú ý vào. Rồi, số câu số 6. Tôi gì? Thì gì? Con sẽ tìm cho cô cái thì gì. Tôi chơi bóng đá rất là thường xuyên khi tôi còn nhỏ. Con nhìn vết sau cái từ what là thì gì đây? What là quá khứ thì đằng trước này quá khứ. Chọn câu nào? Câu C. Noel Giáng sinh chọn giới từ gì? On Christmas. Many people decorate their home. Thật được, at Christmas đúng không? At Christmas. Tiếp theo, đêm giao thừa xài cái gì? À, đêm Giáng sinh xài gì? On. Cứ có từ Eve, Eve này nè là sẽ on cho cô nè. New Year Eve là đêm giao thừa, sẽ on luôn. Rồi, chúng tôi sống ở thế kỷ 21. Thế kỷ biết xài gì không? In. Một cái thời gian mà dài như cả trăm năm như thế. In. In. Câu 10. Đã từng nào? Đã từng đâu? Chương. Rồi. Câu 11. Sao lai. Sao lai đi với nhau. Nghe có vẻ như Costa, Costa Rica. Nghe có vẻ như là một cái nơi tuyệt vời để mà thư giãn, cho những kỳ nghỉ thư giãn. Tôi không có vui với công việc của anh ta trong cái kỳ này. Wait. Tôi nghĩ rằng ở đó có ít cà phê trong tủ á, nhưng mà không có. But there none coffee there. Từ từ câu này câu nào đúng không? None nhá. Nếu mà con xài no phải là no coffee, nhưng đây nó không có coffee thì con xài none. Đã xài none rồi á, không có xài coffee nữa, không xài danh từ nữa. Rồi câu 14. Nhà máy đã bị gì năm ngoái? Nhà máy đã bị burn down, bị cháy năm ngoái quá khứ. Chọn câu này. Anh ta cái gì? Từ vựng, từ ngữ một cách cẩn thận. Lựa chọn đâu? Cho xe nè, cho lựa chọn. Tức là uốn lưỡi trước khi nói á, kiểu vậy đó. Nhá. Mình được có uốn lưỡi trước khi nói không? Rồi. Tiếp theo. Mozart bắt đầu soạn nhạc vào lứa tuổi lên năm và viết nhiều. Ok, biết hai cái gì đó. Chọn cái gì? Ông ta bắt đầu soạn nhạc ở lứa tuổi lên năm. Năm tuổi biết soạn nhạc mãi hồn chưa? Hiện tại quá ha. Và viết nhiều hơn. Bây giờ cái từ câu D này có thể sao quá khứ cho cô râu. Quá khứ mà. Và viết hơn 600 bản nhạc. Rồi. Cái khóa học
bắt đầu vào ngày 12 tháng 5 và kết thúc, thỉnh thoảng kết thúc vào tháng 8. Giờ liên quan giới từ không? Không nói cô sai câu nào? Sai câu nào? Sai câu nào? In cộng tháng là đúng rồi. Có tháng, có ngày, có tháng sai gì? Câu này có phải chuyển thành on. Rồi, how could you be so cruel with someone who never did you any harm? Bạn làm sao mà bạn có thể thô lỗ với cái người mà không bao giờ làm hại bạn vậy? How could you be so cruel with someone who never did you? Rồi, có biết câu nào sai không? How could you be so cruel? Chờ cô xíu. Rồi, thô lỗ với ai là cruel? Someone. Cruel. Chứ cruel nó không đi với quick. Nhá. Đấy, cho nên ở đây sai câu C đấy. Jane phải chọn. Rồi, cô biết sai cái gì rồi? Giữa việc đi làm hay là đi học cao đẳng? Rồi, bây giờ have a choose hoặc là had to choose, có biết nó sai cái gì không? Phải, have a choose, nguyên mẫu gọi là have a choose thì cộng với một infinity, động từ nguyên mẫu. Nhá, ở đây là had to choose thôi, là quá khứ, nó xài had to choose thôi. Chúng ta phải xài động từ nguyên mẫu ở đây. Nguyên mẫu là gì? Hai chữ O. Như này này, có hai chữ O. Đấy, chứ không một chữ O. Chúng ta phải chuyển lại thành hai chữ O nguyên mẫu. Tôi cố gắng hỏi một câu hỏi nhưng mà nhưng mà nó làm cho tôi như bị ngu, bị khờ. Phun gì? Bị khờ khạo là gì? Phun gì? Tính từ phun gì? Foolish. 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 Ok. Rồi, xuống bài dưới. Nhanh thì về. In the United States. Nha, yeah, in. In the United States and Canada này. Gì nữa? Có một truyền thuyết về con quái vật. Có một thì là gì? Đe gì? Đe y. Rồi. Mọi người nói rằng nó rất là to và nó có rất nhiều lông. Tên của nó là Bigfoot. Tên của nó nói sao? Ít name nè, tính từ sở hữu nha. Cho nên con chọn câu A mới đúng, chứ không phải câu C đâu. Câu C là ít y, còn đây là ít sờ, là tính từ sở hữu của ít. Tên của nó là Bigfoot, bàn chân to. Rồi, bởi vì có những dấu chân rất to ở trên tuyết. Và đây là gì? Because. Rồi, vết chân, dấu chân thì 60 cm gì? Ở đây có chiều rộng, y là chiều rộng nè. Rộng 20 cm, và ở đây là gì? Là dài thôi, cái từ nào là dài? Length. Length. À, từ, không phải length là danh từ. Ở đây chúng ta phải xài tính từ con ạ. Long. Length là danh từ nhá, chúng ta phải xài tính từ ở đây. Long. Long. Rồi, nhưng liệu Bigfoot có tồn tại không? Chúng ta chả biết. Nào, chọn câu nào? Bớt. Bớt gì? Bây giờ con đang xài câu nghi vấn con. Bigfoot là số ít. Thì xài cái gì ở đây? Câu nghi vấn của hiện tại đơn. Xài do hay đơ? Đơ, đúng rồi, chủ ngữ số ít. Rồi, xuống bài dưới, nhanh về. Truyền thuyết là những câu chuyện trong quá khứ, về quá khứ. Legend are story about the past. Some of the story come from ancient history. Một vài câu chuyện đến từ những lịch sử cổ xưa. But not all legends are ancient. Nhưng không phải tất cả những truyền thuyết là cổ xưa. There are modern legends too. Có những cái truyền thuyết hiện đại nữa. They are often called urban legends. Nó thường được gọi là những truyền thuyết ở vùng nông thôn. Because the story happened in modern city. A
quên, sorry. Urban là gọi là thành phố, đô thị á nha, những truyền thuyết ở đô thị, ở thành phố. Bởi vì những câu chuyện này xảy ra ở modern city. 10 years ago there was a rumor, có một cái tin đồn rằng có những con cá sấu ở dưới New York. Tin đồn này sớm thành một câu chuyện trên báo chí, và những cái tờ báo đó sớm trở thành một truyền thuyết. Vì vậy ngày nay có rất nhiều người ở New York tin rằng có những con cá sấu bên dưới lòng đất ở đó. Rồi. Ôi. Legend là gì? Cái từ legend ở hàng 1 có nghĩa là gì? A. Câu chuyện. B. Lịch sử. C. Con người. D. Tờ báo. Sao tờ báo? Câu chuyện. Nghe đó. Legend a story about the past kìa. Ok. Câu nào sau đây, tức là cái từ đây ở dòng số 2 nó ám chỉ cái gì? Đây là cái gì? Dòng số 2 nè. À, có những truyền thuyết hiện đại nữa. Chúng là, chúng thường được gọi là, chúng thường được gọi là những truyền thuyết ở thành phố, ở đô thị. Chúng là những gì? Modern legend đúng không? Đúng rồi, những truyền thuyết hiện đại. Rồi, một cái tên khác của modern legend là gì? Một cái tên khác là gì đây? Ngay đoạn này con. Đây này, đây này. Khôn là gọi này, gọi là urban legend nè, thấy chưa? Thấy urban legend chưa? Đấy. Chúng ta thay thế cái từ believe ở dòng số 6 bằng từ nào được? Cái từ believe nghĩa là gì? Tin tưởng. Tin tưởng. Tin rằng. Chọn cái nào? Câu A, know là biết. Say là nói. Think là nghĩ. Appear là xuất hiện. Con nghĩ cái nào? Đúng rồi, nghĩ. À, câu nào sau đây thì đúng? Tất cả truyền thuyết là nói về quá khứ đúng không? Có phải tất cả all không? Khi thấy cái từ all là nó sai đó. Người hiện đại vẫn còn tin vào truyền thuyết. Câu C, có những con cá sấu. Có những con cá sấu ở dưới New York. Nghe nè. Hả? Làm gì không vậy? Ở cơ quan coi cái gì? À, không về hả? Anh cơ quan luôn á hả? À. Rồi, vậy là câu nào? Câu mấy? Từ từ từ. Câu C. Câu C. À, có cá sấu này. Rồi, câu D này. Không, bây giờ có nhiều người dân New York không tin rằng có cá sấu dưới lòng đất New York. Bây giờ nhiều người không tin. Ngày nay có nhiều người tin. Có nhiều người tin hay có nhiều người không tin? Ôi trời, câu D à? Nhưng mà câu A con thấy kìa. Tất cả truyền thuyết đều nói về quá khứ là đúng hay sai? Oh my god, không biết câu nào đúng luôn. Modern people still believe. Ủa, chọn câu nào đúng mà. Quên, câu nào đúng á. Chọn câu đúng con. Câu nào? Câu B. Có cá sấu dưới New York, đây chỉ là tin đồn thôi chứ đâu có đúng đâu, đúng không? Khi mà nó nói câu C vậy đâu được. Rồi, ok, xong nghỉ. Về.